Một mình ngươi dám đi đến Lão Sơn không chết đâu. Địa hình Đà Nẵng phức tạp, biến đổi khí hậu và có rất nhiều nguy hiểm chưa biết. Chèo thuyền cát, chèo thuyền cát. Mịn là mạnh mẽ và an toàn. Đây là để giúp các cô gái sống sót ở núi Ái Lao. Chỉ có thể lấy bộ sơ cứu và nhân sâm. Ngoài ra còn có bánh quy nén, chanh rắn. Chọn đi chân muốn cành cây làm gì? Với thuyền hạ cánh, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Có không thể lên bờ sao? Chỉ có thể ở dưới sông sao? Tiếp tục cấp cứu. Bánh quy nén nhân sâm để tránh rắn độc. Cá sấu và cá ăn thịt người. Đang chọn đá lửa. Đá lửa có thể được sử dụng trong mọi môi trường khắc nghiệt. Đôi Đà Nẵng còn có cá ăn thịt người nữa. Và cả cá sấu nữa. Và cả rắn. Tiếp tục nén bộ sơ cứu bánh quy. Sau đó chọn một đèn pha đơn giản. Đèn pha đơn giản, giải phóng đôi tay, ngoài trời cần thiết. Ái Lao Sơn nguy hiểm đến mức nào? Tiếp tục thảo dược. Bánh quy nén. Sơ cứu. Bạn đã từng đến Ái Lao Sơn chưa? Cho tôi biết nó nguy hiểm như thế nào. Chọn giày lội nước, không giày mưa. Giày lội nước có thể thoát nước, đừng lo giày bị ướt. Giày lội nước là gì còn có thể thoát nước? Sao tôi chưa thấy qua? Tiếp tục, bộ sơ cứu. Hộp sơ cứu bánh quy nén nhân sâm. Ở đó còn có cá ăn thịt người nữa. Sau đó chọn túi hai vai. Ba lô ngoài trời chuyên nghiệp, sinh tồn cần thiết. Sinh tồn cần thiết. Không có tôi thì anh đã ở đây rồi. Tiếp tục cứu thương. Bánh quy nén. Ăn không thể ít. Sau đó thảo dược. Có thể trị thương. Sau đó chọn áo phao. Muôn váy có ích gì? Áo phao nữa. Do gì nước cũng đừng lo lắng, có cá sấu trong nước. Sau đó tiếp tục bộ sơ cứu. Không chỉ có cá sấu mà còn có cá ăn thịt người. Muốn bộ sơ cứu này, không phải bộ sơ cứu, đồ bơi cũng vô dụng. Ngay lập tức và kéo cái này đến đây. Điện thoại WeChat. Có điện thoại WeChat có thể kêu cứu. Cô an toàn rồi. Một ngày sau, tin tức mới nhất của đài này, người phụ nữ mất tích ở Ái Lão Sơn. Hôm nay con trai được cứu thành công.